Rồi, Đinh Ba Búa lại lên đây. Đinh Búa xin mến chào toàn thể tất cả các bạn trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay Đinh Búa mình lên gồm 1, 2, 3, 4, 5 lô các bạn. 1, 2, 3, 4, 5 lô. 5 lô này là hàng đã dọn nổ nha các bạn. Bao dây đeo, các bạn nghe cho rõ thể loại mua bán bên mình nha. Và hàng đây tất cả là hàng dọn nổ nha. Thưa các bạn, mua hàng bên mình là sẽ được bao dây đeo nè. Ví dụ 5 cái máy sẽ được bao cho các bạn là 5 dây đeo, 5 cái lưỡi dao. Và bạn nào mà chuyển khoản đủ thì bao ship luôn. Đó là lô mình bán hết lô luôn nha các bạn. Các bạn lưu ý, đó mình bán một lô là bán hết lô luôn. Hàng đã dọn nổ rồi, các bạn chỉ việc treo bán thôi nha. Giờ các bạn bịch ni lông lại chỉ việc treo bán thôi, hoàn hảo 100% rồi. Là mình sẽ gắn ghi đông, nắp kẹp dao, chắn cỏ đồ, là mình gắn đầy đủ cho các bạn luôn. Và mình sẽ gắn chắn cỏ rin cho các bạn nha, và dây đeo với lại lưỡi dao rin luôn. Đó, bạn nào ở cái vùng nào mà các bạn bán hàng cho khách người ta không xài lưỡi tròn á, lưỡi rin á, thì bên mình sẽ đổi cho các bạn lưỡi dài nha. Đó, vậy thôi. Bao cho các bạn là dây đeo với lưỡi dao nha các bạn, và ghi đông tay lái, dây ga đồ, nắp gió đồ, kẹp dao, chắn cỏ rồi là đầy đủ hết, hoàn hảo 100%. Giờ các bạn cứ việc treo bán thôi nha, đếm lúa thôi. Rồi, nói cho nhanh gọn lên nha các bạn. Là hôm nay mình có mấy lô Echo nè, Echo Cubic trợ lực là tổng cộng là 1, 2, 3 con trợ lực, hai con là không có trợ lực nha các bạn, ba con trợ lực. Echo Cubic nha các bạn, 26cc nòng 34 ly, dòng này gọi chung nó là gọi là Echo 260 đó các bạn. Rồi hôm nay mình có một lô Mitsu TL33 hàng VIP nha các bạn, hàng mắc tiền, cũng đã dọn nổ hết rồi. Giờ các bạn việc treo bán rồi, hàng này thì hàng mắc tiền nha. Đó, giờ treo bán rồi nha. Thằng Mitsu này tê công tắc trên tay cầm luôn nha, còn thằng này công tắc trên máy nè. Tôi giữ các bạn. Rồi, đó, lô Mitsu TL33 nha các bạn. Dòng này thì bao rin cho các bạn 100% nha, rin từ trong hãng rin ra luôn các bạn, rin hết. Đó, đầu bò, chén dao, chén cỏ luôn rồi rin hết nha. Đây, còn dính đất Nhật luôn nè bạn, mình chưa có vệ sinh dính đất Nhật luôn. Đầu bò đồ là rin hết. Tay cần ghi đông tay lái đồ là rin hết, dây đeo với lại lưỡi dao rin luôn. Đó, lô này lô số mấy đây ra. Lát mình sẽ báo lô cho các bạn xem lô số 4. Lô này là lô TL33 lô số 4 nha các bạn, lô số 4. Đó, TL33. Bao rin cho các bạn từ A tới Z nha, chới rin luôn. Bộ chới ca xăng đó các bạn, ở cổ chỗ gọi ca xăng chới với lại bình xăng con đó. Rồi lô số 4 bị phức tay lái đó. Rồi hôm nay mình có lô Mitsu TL23 các bạn, 231 Mitsu TL231 lô số 2. Lô này mình báo giá luôn các bạn, 3 con 4 triệu. Bao cho các bạn dây đeo lưỡi dao, chuyển khoản đủ bao ship đó. Rồi lô này là lô số 3 nha các bạn. Lô số 3 này là lô 4 con TG25 nha. Lô này thì không báo giá nha, lô này mình bán cho mấy anh em đại lý đó. 4 con lô số 3 TG25 nha các bạn, 25. Các bạn lưu ý với mình là TG25 chứ không phải 24 nha. TG25 TG25 25 hết. Đây bạn, đó TG25 nha. 25 nè, 25. 1 2 3 con đã lên bộ chới ngang ngang rồi nha. 1 2 3 con lên chới ngang ngang dễ nổ rồi. Một con đỡ chới rinh nha. Đó. Lô số 5. Tất cả là bao cho các bạn là dây đeo, dây ga, kẹp dao, ghi đông, nói chung là lưỡi dao, nói chung là đầy đủ nha các bạn. Giờ các bạn chỉ việc treo bán thôi nha. Đó, không thiếu món gì hết. Rồi lô này là lô số 1 nha các bạn, lô số 1. Mình không quay, mình quay thứ tự cho. Lô số 1 này là G2KS nha các bạn, Komatsu G2KS nha, 2 con 1,9 triệu. Nổ rồi nha. Đây mình nổ thử cho các bạn xem nha. Nói chung là lô này là dòng nào cũng nổ hết rồi nha. Tắt đây nha, tắt đây. Nổ hết rồi nha các bạn. Nè, dây nè, đẹp nè. Đó. Rồi, lô số 1 là giá 1,9 triệu 2 con nha các bạn. Bao cho các bạn là dây đeo, lưỡi dao, chuyển khoản đủ là bao ship nha các bạn.
chuyển khoản đủ rồi, tức là chuyển khoản trước là mình bao ship, còn lại là bạn các bạn đặt cọc thì tiền ship các bạn tự chịu nha. Rồi 2 con 1.9 triệu, lô số 1 bao cho bạn dây đeo lưỡi dao kẹp dao trắng cỏ, giờ cái việc kêu bán rồi nha các bạn. Đó, lô số 1 này, 2 con Komatsu gãy cả sơi, 2 con này đẹp nha các bạn, đẹp. Ghi đông này là bằng nhôm nha, còn này ghi đông nó bằng sắt nha các bạn. Đó. Rồi lô số 2 là ba con này là ba con Mitsubishi TL231 nha các bạn. Nó là dòng TL231. 3 con 4 triệu. Bao dây đeo lưỡi dao luôn. Trắng cỏ đầy đủ, chuyển khoản đủ ba ship nha các bạn. Đó. Còn lô số 3 là 4 con TG25 nha. 4 con TG25, 3 con lên chới 260 rồi nha. 1 con chưa lên. Rồi hôm nay rồi 2 con này là 2 con, đây mình quay kỹ cho các bạn xem nha, tại vì 2 con này là 2 con mắc tiền. Lô số 4, 2 con TL33 nha các bạn. Lô số 4. Bán 2 con nha, mình không bán lẻ nha, là giá là sẽ rẻ hơn giá bán lẻ từ 4 đến 500 ngàn nha các bạn, 1 con á. Đó, giá sỉ là nó rẻ hơn giá bán lẻ rất là nhiều nên mình không có báo giá. Rồi bạn nào ưng thì lấy thôi. Không có lăn tăn nha các bạn. Ưng là hốt thôi. 2 con này thì rin 100%, rin từ trong cộng long rin ra nha các bạn. Đó, bố con rồi là rin hết. Mình săn con rồi chơi là rin hết. Rồi. Hôm nay vợ nó cho bán lẻ 2 con này lấy tiền nhậu nè các bạn. Lấy tiền mua mồi cho anh em thợ nhậu. Con này giá 1.5 triệu nha, con Singu, trợ lực 26 sơi, nòng 34 ly nha. Đó. 1.5 triệu nha các bạn. Con này rin 100% nha các bạn, rin hơn, nói chung là rin hơn con Ngọc Trinh nha các bạn. Rồi, con này cũng bao dây đeo lưỡi dao rồi. Riêng cái con này thì bán lẻ nên là bao ship luôn nha. Cho dù các bạn có chuyển khổ hay không thì cũng bao ship hết. Rồi tặng đồ các kiểu con đà điểu đó. Các bạn thích tặng cái gì, thích lấy gì lên đơn luôn nha. Lên một đơn dày 2-3 trang gì mình cũng tặng hết đó. Bán 1.5 triệu mà lời quá rồi chứ. Rồi tặng từ A tới Z, tặng các bạn thích lấy gì thì lên đơn cho mình nha. Đó, bao ship. Tặng từ A tới Z, muốn tặng cái gì các bạn ghi ra liệt kê qua danh sách cho mình. Đó. Rồi, 1.5 triệu nha các bạn. Nổ rồi. Con này vợ nó cho bán lẻ mua mồi nhậu bạn thông cảm. Nè, đó. 26 cc, nòng 34 ly nha. Rồi tiếp cái con này là con Maruyama. 30 cc, nòng 37 ly thứ dữ nha các bạn, con này thứ dữ á. Con này mình bán 2 triệu thôi, con này bỏ sỉ 1.7 triệu rồi nha các bạn. 1.7 triệu 8 rồi, đó, bán 3 triệu lộn 2 triệu. Cũng bao ship, bao đầy đủ. Rồi nói chung là tặng các kiểu con đà điểu luôn, các bạn thích lấy gì mình cho từ A tới Z, muốn lấy gì mình cho đó luôn. Đó, chuyển khổ hay không gì cũng tùy các bạn thôi. Rồi, cũng tặng các kiểu con đà điểu luôn các bạn, muốn thích lấy gì mình cho hết luôn. Rồi, con này đó là Maruyama nha các bạn, 30cc nòng 37 ly, trợ lực tum rơi, nổ rồi nha các bạn, nổ rồi. Chưa đổ xăng đâu các bạn, nổ rồi nha, đó. Nòng 37 ly, còn con này 26 cc, nòng 34 ly. 2 con này mình bán lẻ cho vui, lấy tiền mua mồi cho mấy anh em nhậu các bạn. Chiều tối rồi. Rồi, anh em thợ nào quất luôn 2 con thì mình giảm giá cho các bạn nhưng luôn nha, quất luôn, mua mồi ăn ít lại cũng được. Con này trợ lực nha, còn con này là con nào cũng trợ lực hết nha các bạn, con nào cũng trợ lực hết á. Con này nó có xăng này, con này mình chưa có đổ xăng. Rồi được rồi, 1.5 triệu, 2 triệu đó nha các bạn, cũng bao đầy đủ rồi. Rồi quay nhanh rút gọn nha, các bạn mua thì liên hệ chốt, chụp màn hình lại. 2 con này các bạn chụp màn hình lại nha, tại vì mình không có số thông số gì hết. 2 con này các bạn mua chụp màn hình lại, lên Zalo chốt đơn giúp mình nha các bạn, mình tại vì mình không có thông số kỹ thuật 2 con này. Rồi 5 con này là 5 con Echo Kirit các bạn, hàng đã dọn nổ hết rồi nha, rồi chỉ việc các bạn treo bán điếm lúa thôi. Và giá rất là rẻ nha các bạn, giá bán 5 con rất là rẻ luôn. Các bạn lấy hết 5 con luôn nha, không có bán. Đây, 1 nè, 2, 3, 4, 5 bạn, thấy không? 5 con, được 3 con trợ lực nha. Con ở giữa này là nhất riêng, săn riêng nhất riêng nha các bạn. Con này hợi nè, con VIP nè, săn riêng nhất riêng, chới quanh và rú 2 kim. Chới quanh và rú 2 kim luôn. Còn ba ghi là xài bộ chới da băng, vú to, vú Mỹ Lai. Đó, con này cũng vậy, xài chế ra băng vú Mỹ Lai luôn.
Rồi lô số 5 Echo 260, bao trắng cỏ rin nè, đầu bò rin nè, dây đeo rin nè, lưỡi dao rin nè. Nói chung là nhật hết nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn đồ nhật hết, trắng cỏ cho trắng cỏ nhật luôn. Ghi đông mình sẽ cho ghi đông rin luôn. Đó, lưỡi dao đồ dây đeo rin hết. Giờ chứ các bạn chỉ việc treo lên bán thôi, tặng cho khách đồ rin hết luôn, không có đồ lô luôn. Dây đeo là đưa dây đeo nhật luôn. Đó. Rồi các bạn có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại thư ký bên mình là 0344862079. Địa chỉ của mình là thị trấn Thành Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng. Mình là Đinh Ba Búa nha. Dài 15 cm. Sở thích của mình là đóng gạch. Vậy thôi. Rồi xin chào và tạm biệt các bạn nha. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ chốt đơn giúp mình nha. Đây có con VIP nè bạn, này quay ngồi lên tí cho vui khè các bạn. Vui con này nó là Mitsubishi 33 có trợ lực nè. Má tùm đẹp mà VIP nè. Con này bạn nào lấy bán luôn, lấy tiền mua bia nhậu nè. Quay cho bạn xem đó. Thôi lướt qua thôi các bạn, khè các bạn chơi thôi. Rồi thôi. Thôi Đinh Vũ xin mến chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ giúp mình nha. Số điện thoại mình để bên dưới cái tiêu đề video nha các bạn. Và có Zalo cho các bạn làm việc luôn nha. Rồi xin mến chào tạm biệt các bạn.